chặt các bạn đến tin nhanh 24/7. Chấm Hà đang chuẩn bị ra mắt cái phiên bản đặc biệt N1 ZYTA 2020. Từ cái sự ra mắt cái phiên bản Chấm Hà N1 ZYTA Edition vào hồi cuối năm ngoái đã cho chúng ta thấy những phản hồi rất tốt từ bên khách hàng, bởi vì tất cả 20 cái chiếc xe được bán hết chỉ trong vài giờ sau khi giới thiệu. Và dường như Yamaha là có một kế hoạch áp dụng cái phiên bản đặc biệt này lên cái dòng Yamaha N1 2020 vừa được ra mắt, dự kiến được mô phỏng theo cái chiếc Yamaha N1 ZYTA 2018 trước đó. Cái phiên bản đầu tiên của Yamaha N1 ZYTA được phát hành vào hồi cuối năm 2018. Yamaha đã lấy các phiên bản N1M tiêu chuẩn để tinh chỉnh những cái điểm kỹ thuật ở bên ngoài dựa trên cái chiếc xe đua trong cái chương trình Suzuka 8 House. Ví dụ như thay đổi fairing bằng carbon, đồng hồ điều khiển, ống xả Hardwick Evolution 2. Được biết cái phiên bản Yamaha N1 ZYTA 2008 từng được trang bị hệ thống cái giảm sóc Hollin FCAT 219 ở phía trước, Hollin TX 36 CB ở sau, hệ thống bên trước loại Rainbow C4 AX, lớp đua hiệu suất cao Riston ở bên. Nó được phát triển bởi bộ phận công nghệ xe đua ZYTA, viết tắt từ cái chữ Zenuini Yamaha Technology Racing. Cái chiếc xe N1 ZYTA được đơn giản hóa những hệ thống điện tử trên xe, sẽ được trang bị một cái bộ điều khiển trung tâm EQ và CPU nhằm cái cải thiện công suất cũng như thu thập các dữ liệu của xe trong quá trình chạy. Hàng loạt những phụ kiện chuyên dụng từ dòng xe đua như cái cụm công tắc, cụm tăng tốc đều tích hợp sẵn trên xe. Trên mỗi phần chế độ lái được đánh số thứ tự từ 1 đến 20 trong tổng 20 chiếc được sản xuất. Và thông tin này được giới truyền thông Nhật Bản giới thiệu việc Yamaha hứa hẹn sẽ sớm phát triển một phiên bản hoàn toàn mới Yamaha ZYTA 2010 trong cái năm tới. Nó sẽ được sử dụng những cái thiết kế từ cái chiếc N1M 2020 đi cùng với những thay đổi tương tự hoặc là có thể hơn cái chiếc là N1 ZYTA 2018 trước đó. Mọi thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục ở những clip tiếp theo. Các bạn chú ý đón xem nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like, subscribe.